Thưa quý vị, châm chức bất bình đẳng kết thúc S là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống HIV/S năm 2021, với mục đích kêu gọi mọi người cần tập trung vào việc quan tâm tới những người yếu thế trong xã hội, hạn chế sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/S, để không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19, tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh S vào năm 2030. Và nhân tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/S năm 2021 với sự tài trợ của tổ chức PEPFA, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp cùng tổ chức tiếp cận cộng đồng CVO Bình Minh tổ chức buổi tọa đàm tiếp cận bình đẳng tiếng nói người trong cuộc. Và chương trình ngày hôm nay thì có sự tham gia của các khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Bùi Văn Doanh, khoa phòng chống HIV/S, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chào MC Nhật Trường và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và chúng tôi cũng rất là vui khi ngày hôm nay có sự tham gia của bạn Lê Trung Hiếu, trưởng nhóm SEBO Bình Minh. Xin chào khán giả. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bạn Trần Thanh Tú. Em xin chào quý vị khán giả, em là Trần Thanh Tú, khách hàng của nhóm SEBO Bình Minh ạ. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi tọa đàm với chủ đề tiếp cận bình đẳng tiếng nói người trong cuộc, thì nhà trường xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Gần 7 năm nay, tổ chức tiếp cận cộng đồng CBO Bình Minh đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người nhiễm HIV. Họ đến để chia sẻ tâm sự những điều khó nói của mình về HIV. Người thanh niên này nhiễm HIV từ quan hệ đồng giới. Lúc đầu anh cũng tự ti, nhiều lần muốn buông xuôi, cho đến khi được nhân viên y tế, tình nguyện viên tư vấn hướng dẫn điều trị bằng thuốc ARV. Giờ đây mọi việc đã ổn định trở lại. Tạo mình đầu có cái sinh phẩm xét nghiệm bằng dịch miệng á. Thấy nhóm Bình Minh của bên chỗ anh Hiếu này anh đăng lên. Qua em xin que, về em test thử. Trời, trong lúc test còn chụp hình đồ này kia nữa. Cái tự nhiên cái hồi cái em thấy hai gạch. Nói chung là lúc đó là rối khủng khiếp, cũng không biết làm gì luôn. Cái em gọi cho anh Hiếu, cũng nghe hướng dẫn rồi, nhưng mà cũng vẫn lo. Rồi thì lúc đó mình đi điều trị thôi, chứ biết sao giờ. Em thì nói chung là em cũng điều trị cũng 2 năm rồi. Thì hiện tại sức khỏe của em vẫn ổn. Nhờ hiệu quả từ việc điều trị ARV, người nhiễm HIV vẫn hoàn toàn có cuộc sống như bình thường. Nhiều năm nay, CBO Bình Minh đã cùng chia sẻ giúp đỡ những người nhiễm HIV am hiểu hơn về căn bệnh này. Thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người nhiễm HIV, thực hiện các biện pháp phòng tránh HIV cho bản thân, cộng đồng, đưa họ tiếp cận các dịch vụ y tế như xét nghiệm HIV, kết nối điều trị HIV cho người nhiễm. Một năm trở lại đây thì là em biết đến nhóm Bình Minh. Thì nhóm Bình Minh đã cung cấp cho em những cái dịch vụ cũng như tư vấn kịp thời để em biết về phòng chống những bệnh như là HIV/AIDS cũng như là những cái căn bệnh xã hội liên quan. Ngoài ra thì là các bạn hỗ trợ và tư vấn rất là nhiệt tình và kịp thời. Những cái bạn nào mà đang có HIV hoặc là nguy cơ nhiễm HIV thì các bạn có thể là đến các nhóm mình đến nhóm Bình Minh này, thì các bạn có thể mấy bạn sẽ giữ bí mật cho các bạn và hỗ trợ cho các bạn kịp thời. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 5.000 người nhiễm HIV, trong đó có 2.000 người đã tử vong. Trong những năm qua, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã nỗ lực triển khai các biện pháp can thiệp giảm hại, triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, đẩy mạnh công tác truyền thông, thay đổi hành vi. Trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ngành y tế tăng cường và đa dạng hóa các hình thức xét nghiệm HIV bằng cách để các nhóm cộng đồng, các phòng khám tư nhân thực hiện, hoặc người nghi nhiễm tự xét nghiệm. Nhiều hoạt động tiếp cận để can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho những đối tượng nguy cơ thay đổi để thích ứng. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế nói chung và các tổ chức tiếp cận cộng đồng cũng đã thích ứng linh hoạt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm đảm bảo các điều kiện dự phòng, chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi xin được dành cho bác sĩ Bùi Văn Doanh, khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Thưa bác sĩ Doanh, thì dịch COVID-19 đã tác động đến các hoạt động giám sát, xét nghiệm cũng như là hoạt động điều trị ra sao thưa bác sĩ? Khi mà COVID-19 xuất hiện thì nó đã ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động, mọi vấn đề của xã hội. Và như vậy, cái chương trình phòng chống HIV/AIDS
của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng không nằm ngoài lề cái việc đó. Nó ảnh hưởng từ vấn đề tiếp cận ở với cộng đồng đến công việc giám sát, xét nghiệm, tư vấn và đưa vào điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và những cái khó khăn mà chúng tôi có thể nhận thấy đó là khi mà Covid bùng phát ấy, là cái cơ sở điều trị của chúng ta là bị phong tỏa, bác sĩ thì bị cách ly, còn bệnh nhân thì cũng không đến các cơ sở điều trị để đi khám chữa bệnh và nhận thuốc được. Về các thích ứng trong ngành y tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi cũng đã tham mưu với Sở Y tế để có những kế hoạch thích ứng một cách phù hợp với các cơ sở điều trị, thì khi có Covid xảy ra thì chúng tôi có thể chuyển các cái cơ sở điều trị đó ở từ tuyến huyện về tuyến xã phường để cho bệnh nhân và khách hàng có thể đến dễ tiếp cận và khám chữa bệnh và nhận thuốc ở tại đó. Cái thứ hai nữa là khi mà cái chỉ thị 16 được thực hiện ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì lúc đó đã hạn chế rất nhiều cái việc mà đi lại của khách hàng cũng như bệnh nhân cũng như nhân viên y tế, và lúc đó những bệnh nhân là không tới các cơ sở điều trị để nhận thuốc được. Và lúc đó chúng tôi sẽ cử các nhân viên y tế, các cái nhân viên hỗ trợ điều trị, rồi các cái bạn của cái nhóm CBO và nhóm khác đến cơ sở nhận thuốc và trao lại cho bệnh nhân. Việc tiếp cận cộng đồng của nhóm CBO Bình Minh thì có gặp những cái khó khăn như thế nào, đặc biệt là trong cái đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, khi mà chúng ta ở trong những cái ngày giãn cách rất là căng thẳng, thì nhóm đã có những cái thay đổi như thế nào trong cái cách thức hoạt động để mà có thể thích ứng linh hoạt? Khi mà dịch COVID-19 bùng phát á, thì nhóm tiếp cận bằng hình thức là online, gọi điện thoại hoặc là nhắn tin trên các cái ứng dụng mạng xã hội. Ngoài ra thì với việc là test HIV thì nhóm cũng có thể là ship những cái que test để khách hàng có thể tự test tại nhà chứ không cần phải đến các cái cơ sở y tế hoặc là đến các cái phòng của nhóm. Ngoài ra thì khi mà các bạn có cái nhu cầu để mà sử dụng những cái vật dụng y tế thì nhóm cũng có thể ship cho các bạn. Như vậy thì hiệu quả của cái thay đổi cái hoạt động của mình trong cái đợt dịch này thì Hiếu cảm thấy nó như thế nào? Theo em thì cái hiệu quả trong cái việc mà thay đổi linh hoạt thì nó rất là tốt. Cái nhất là nó sẽ làm giảm cái nguy cơ lây nhiễm COVID sang cho các cái bạn tiếp cận viên của nhóm. Và cái thứ hai nữa là cũng an toàn hơn cho cái khách hàng, và khách hàng cũng cảm thấy là nó thoải mái hơn khi mà khách hàng có thể tự làm những cái việc như là test tại nhà chứ không còn phải đi đến các cái cơ sở. Vậy thì trong thời gian vừa qua thì nhóm của mình đã hỗ trợ được bao nhiêu bạn trong cái việc là tham gia vào cái chương trình điều trị, cũng như là hiện tại thì sức khỏe của các bạn đó là như thế nào? Từ khi thành lập nhóm thì nhóm đã phát hiện được 250 bạn dương tính HIV. Thì hiện tại thì các bạn đó đang điều trị HIV ổn định và sức khỏe đang dần hồi phục rất là tốt. Và các cái chỉ số xét nghiệm thì nó đạt được các cái mốc cao như người bình thường. Và thưa quý vị, ở trong phần đầu chương trình thì nhà trường có giới thiệu là tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay thì còn có bạn Trần Thanh Tú, là một khách hàng rất là thân thiết với lại nhóm CBO Bình Minh, cũng như là bạn đã thường xuyên tham gia vào chương trình dự phòng HIVS. Thì Tú có thể cho quý vị khán giả biết là lý do mà mình đồng ý tham gia với lại buổi tọa đàm ngày hôm nay không ạ? Đa phần là các bạn ở trong giới thì họ rất là tự ti và mặc cảm về vấn đề xét nghiệm cũng như là muốn biết về dịch vụ. Thì hôm nay em đến chương trình là em muốn chia sẻ một số thông tin để các bạn đỡ mặc cảm và không có tự ti để tiếp cận dịch vụ, để trang bị cho mình một số kiến thức để phòng chống về HIV. Vậy thì nhân đây thì tôi có thể cho quý vị khán giả biết là bạn biết đến chương trình dự phòng HIVS trong hoàn cảnh nào không? Thì khoảng cách đây 3 năm á, em có quen một cái anh ở trên Facebook. Anh là một tiếp cận viên của CEO như mình. Thì là em thấy anh có chia sẻ, đăng lên những thông tin về kiến thức về HIV cũng như cách phòng chống và lây nhiễm rồi các thứ á. Thì em có thấy ảnh đăng bài nhiều quá thì em có kết bạn và em hỏi thăm. Thì ảnh có mời em đi giữ những cái hội nghị về HIV. Thì từ đó em biết đến chương trình. Và hiện tại thì Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta đang triển khai sử dụng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP. Thì em có biết gì về chương trình này không? Dạ, em đã đăng ký tham gia rồi. Thì em được biết PrEP là một chiến lược dự phòng mới
của chương trình để phòng chống HIV cho các bạn trước phơi nhiễm. Thì em có đăng ký sử dụng dịch vụ, như em nhớ không lầm cách đây 2 năm. À, đối với chương trình dự phòng trước phơi nhiễm HIV thì bác sĩ cho anh có bổ sung gì thêm cho để cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về cái chương trình này không? Chương trình dự phòng trước phơi nhiễm HIV mà người ta hay gọi là PrEP thì tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai từ năm 2019. Và đến thời điểm này đấy là có 4 cái cơ sở đang triển khai cái hoạt động này. Đó là Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Y tế Phú Mỹ, Trung tâm Y tế Long Điền và có một cái phòng khám tư nhân là cũng sử dụng cái thuốc này để dự phòng phơi nhiễm trước HIV. Và đến thời điểm này đấy thì sẽ có hai hình thức mà chúng tôi đang để cho khách hàng lựa chọn. Một là thuốc PrEP ở trong tình huống và một cái là thuốc PrEP để uống dự phòng hàng ngày. Và đến thời điểm này đấy thì có được là 499 khách hàng là đang sử dụng thường xuyên cái thuốc PrEP này. Và hiệu quả thì các bạn uống thì cũng thấy rất là tốt. Cũng như bạn Thanh Tú này thấy này, Tú cũng uống thời gian dài rồi đúng không? Cũng biết hiệu quả nó rất là tốt. Sẽ có rất là nhiều người chưa tiếp cận với lại chương trình này thì cũng sẽ không biết là nó sẽ tốt như thế nào, thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn là khi mà mình uống cái PrEP này thì nó sẽ khác hay là nó có cái điều gì đặc biệt hay không ạ? Thực ra đây nó là một cái mà can thiệp để dự phòng lây nhiễm với HIV và sử dụng thuốc để gọi là thuốc điều trị, nhưng mà thực ra nó là cái thuốc để uống để dự phòng. Và thay vì mình sẽ sử dụng cái bao cao su thì mình sẽ sử dụng bằng cái thuốc PrEP. Thì nó cũng là một cái biện pháp mà để can thiệp nhằm giảm cái lây nhiễm HIV ở trong những cái nhóm có quan hệ tình dục này. Và khi mà đăng ký tham gia chương trình dự phòng trước phơi nhiễm như thế này thì các khách hàng của nhóm CBO thì có sẽ giữ được cái bảo mật thông tin không ạ, Hiếu Anh? Dạ, khi mà các bạn khách hàng của nhóm á muốn đăng ký sử dụng PrEP á thì nhóm sẽ hỗ trợ các bạn đến các cái cơ sở y tế gần nhất để mà đăng ký sử dụng, để mà tiện lợi cho các bạn khi mà các bạn đi lãnh thuốc thường xuyên. Khi tới thì các bạn sẽ được các cái nhân viên y tế tại cái cơ sở đó tư vấn một cách rất là tận tình, chu đáo. Hiếu có chia sẻ là hiện tại thì nhóm CBO Bình Minh cũng đang triển khai là cái dịch vụ tư vấn online và xét nghiệm HIV tại nhà, gọi tắt là self-test. Thì không biết là Tú đã từng sử dụng dịch vụ này của nhóm CBO Bình Minh chưa? Thì có, em đã từng sử dụng dịch vụ này của CBO Bình Minh rồi. Thì em thấy cái test này rất là tiện lợi, rất là ổn, bởi vì có nhiều bạn họ tự ti mặc cảm đến cái phòng khám hoặc là đến thẳng cái CBO á, thì mình có thể gửi tiếp cái test này cho đến tận nhà cho các bạn. Nhưng mà khi mà mình gửi những cái mẫu test như vậy tới từng nhà thì cái cách để các bạn sử dụng thì mình có hướng dẫn kỹ cho các bạn đúng không? Dạ, khi mà tụi em gửi các cái test đến các cái địa chỉ mà các bạn đăng ký á thì tụi em sẽ hướng dẫn qua các cái video đăng trên YouTube, và khi mà các bạn thực hiện test á thì tụi em có gọi video call để xem các bạn thực hiện có đúng cái quy trình của hướng dẫn hay chưa. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả nó chính xác đúng không ạ? Dạ, chính. Dạ. Thưa quý vị, có thể nói là trong thời gian qua, các cơ sở y tế cũng như là các tổ chức tiếp cận cộng đồng CBO đã có nhiều giải pháp và đang được nhân rộng, chủ động tiếp cận đến từng cá nhân trong các nhóm có nguy cơ cao. Nên là nhiều người thuộc nhóm nguy cơ cao này từ nghi ngại đã tự tin tiếp cận và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV. Nhiều người nhiễm HIV được điều trị sớm bằng thuốc kháng virus ARV, tuân thủ đúng phác đồ điều trị. Và tuy nhiên, HIVS vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, đặc biệt là tình trạng gia tăng tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng tính, gọi tắt là MSM, tăng nhanh. Và bây giờ thì Nhật Trường xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi phóng sự minh họa sau đây. Em quan hệ tình dục không an toàn, không nhận bao, dẫn đến việc là em bị nhiễm HIV. Thời gian đó là thời gian em kinh khủng nhất đời của em, tại vì em rất bị sốc, làm vào tự kỷ. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ bị. Thật sự lúc đấy là tuổi trẻ và cũng gọi là tin tưởng về cái người tình đấy của mình. Và một phần thứ hai nữa là
mình quá chủ quan ấy. Sự kỳ thị rất lớn dẫn đến cái việc quan hệ rất là lén lút thì bọn em sẽ không bảo vệ được bản thân của mình. Chính vì vậy mà bọn em cần xã hội làm sao nào đó để không kỳ thị với cộng đồng những người đồng tính nam. Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho biết, tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tăng từ 2,3% lên 13,3% trong gần 10 năm, là nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam. Trong đó, khoảng 30% người mang tải lượng virus cao trong cơ thể, hơn 1.000 virus trên ml máu. Họ cũng không biết mình bị nhiễm, nên tiếp tục có hành vi lây HIV cho bạn tình, bạn chích, trở thành nguồn lây nhiễm HIV cấp. Bên cạnh đó, trong số bệnh nhân đang điều trị HIVS bằng thuốc ARV, nhưng có khoảng 3-5% bỏ điều trị, trở thành nguồn lây đáng báo động. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm quan hệ tình dục đồng giới khác nhau ở các tỉnh, thành phố, tập trung ở khu vực đô thị, tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, là bức tranh dịch tễ học nhiễm HIV trong những năm vừa qua cho thấy là tỷ lệ nhiễm HIV đang có dấu hiệu tăng mạnh trong nhóm MSM, là nhóm nguy cơ chính của dịch HIV tại Việt Nam. Và thưa bác sĩ Doanh, thì tình hình tại Bà Rịa Vũng Tàu thì như thế nào và nguyên nhân vì sao thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết được không ạ? Đến thời điểm hiện nay là vẫn được cái nhận định là dịch tập trung và tập trung chủ yếu ở các cái nhóm có nguy cơ cao. Ví dụ như là nhóm nghiện kích ma túy này, nhóm MSM và nhóm phụ nữ bán dâm. Tuy nhiên về cái nhận định về cái nhóm MSM thì gia tăng. Theo cái số ước tính của Cục Phòng chống HIV/AIDS thì Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 3.000 là người thuộc vào nhóm MSM. Các cái nghiên cứu cũng như là các cái đánh giá về cái tình hình lây nhiễm của cái nhóm này thì chúng tôi có làm một cái nghiên cứu là từ năm 2011 đến năm 2017. Thì năm 2011 là cái nhóm FM này có cái tỷ lệ nhiễm HIV là bằng 2,25%. Tuy nhiên đến năm 2017 là chúng tôi có khảo sát và đánh giá lại thì cái tỷ lệ lây nhiễm rất là cao, là chiếm 18,7%. Cùng cái các cái thời điểm đó thì cái nhóm nghiện chích ma túy thì có 12% và nhóm phụ nữ bán dâm chỉ có 3,5%. Và như vậy chúng ta thấy là cái mức độ gia tăng nhiễm cái HIV của nhóm FM này là rất là cao. Lý do là tăng như thế là tôi nghĩ một phần là các bạn trong nhóm FM chúng ta cũng có thể là chúng ta sẽ chưa hiểu hết về cái nguy cơ lây nhiễm ở trong cái quá trình quan hệ như thế. Theo tự nhiên ấy thì mình cái quan hệ bằng cái đường nó tự nhiên. Nhưng riêng nhóm này thì nó có những cái đường có thể nó khác đi. Cái thứ hai nữa là vấn đề dự phòng, các cái biện pháp dự phòng ấy, là hiện tại có hai cái mà các bạn cần quan tâm nhất, đó là bao cao su và cái thuốc PrEP. Đấy. Nếu như mà các bạn chưa có nhiều thông tin mà các bạn không được tiếp cận được cái việc các cái can thiệp đó thì tôi nghĩ đó là một cái nguyên nhân cũng rất là lớn dẫn đến quá trình mà trong cái cuộc sinh hoạt chúng ta để ra là sẽ làm cho cái tỷ lệ nhiễm nó cao. Cái việc mà các bạn tiếp xúc với cái mạng xã hội nó trở nên phổ biến hơn thì các bạn sẽ dễ dàng để tìm kiếm nhau hơn. Và khi đó thì khi mà các cái chương trình về dự phòng nó chưa được tiếp cận một cách phổ biến và rộng rãi á thì các bạn có thể là cái tỷ lệ lây nhiễm sẽ tăng. Nhưng mà khi mà chúng ta can thiệp dự phòng một cách hiệu quả thì em nghĩ là trong thời gian sắp tới thì cái tỷ lệ lây nhiễm HIV trong tỉnh nó sẽ được giảm xuống. Còn Tú, là một người thuộc cộng đồng thì Tú suy nghĩ như thế nào về tình trạng này? Trong những năm gần đây á, thì là cái góc nhìn của người dân á, tất cả mọi người về những bạn đồng giới nam á, thì nó đã cởi mở hơn. Tuy nhiên á, đến khi mà cái sự kỳ thị nó vẫn còn một số kỳ thị. Và khi mà nghe đến HIV á, là mọi người đều nghĩ đến một cái gì đó nó ghê gớm đó. Tại vì nếu mà không đủ kiến thức á, thì mọi người nghĩ nó chỉ là mang án tử. Nhưng mà em nghĩ là không phải như vậy. Khi mà các bạn hiểu rõ hơn thì cái góc độ nó sẽ khác hơn. Và các bạn sẽ tự tin đi đến các cơ sở y tế điều trị.
Và thưa quý vị, có thể nói là các nhóm tiếp cận viên cộng đồng đang là cánh tay nối dài của các cơ sở y tế, vươn tới nhóm đối tượng khó tiếp cận nhất. Và CBO Bình Minh thì đã làm gì để giúp cho những người trong môi trường này có được một cái cách dự phòng tốt nhất, và trong trường hợp bị mắc thì có thể kịp thời điều trị? Nhóm em thì đang cung cấp 3 gói dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV. Gói thứ nhất là truyền thông, tư vấn thay đổi hành vi nguy cơ để các bạn có thể đánh giá được cái nguy cơ lây nhiễm của mình. Cái thứ hai là phát các cái vật phẩm y tế, ví dụ như là bao cao su, gel bôi trơn, bơm kim tiêm và nước cất, để các bạn có thể thực hiện các cái hành vi an toàn của mình. Cái gói dịch vụ thứ ba đó là tụi em sẽ ship những cái test xét nghiệm, tụi em có thể là làm tại cộng đồng hoặc là các bạn có thể làm tại nhà, để các bạn có thể biết được cái tình trạng nhiễm của mình. Và khi mà các bạn biết được cái tình trạng nhiễm của mình đó, thì tụi em có thể cung cấp các cái gói dịch vụ tiếp theo, đó là các cái dịch vụ về điều trị ARV hoặc là điều trị các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Thưa bác sĩ, thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy được cái sự hiệu quả của các tổ chức tiếp cận viên cộng đồng CBO đã giúp cho ngành y tế cũng như là các đối tượng khách hàng có được những cái sự điều trị nó rất là tốt. Vậy thì ngành y tế của mình thì có những cái sự hỗ trợ nào để giúp cho các nhóm CBO có thể hoàn thành tốt cái công việc của mình không ạ? Vâng, thực ra là ngành y tế rất quan tâm tới các cái hoạt động của các cái nhóm này. Bởi vì là các cái nhóm này là cái người mà có thể gần gũi nhất mà dễ tiếp cận nhất với cái nhóm khách hàng đích. Và chúng tôi cũng rất quan tâm đến cái nhóm này ở cái công tác mà truyền thông. Chúng tôi cũng đang và đã và đang có rất là nhiều cái hoạt động, trong đó có cái hoạt động là để cung cấp các cái kỹ năng và cái kiến thức, để tăng cường cái kỹ năng kiến thức cho các cái nhóm CBO để các anh chị có được kiến thức để tuyên truyền cho các cái nhóm đích của mình một cái mà sát thực nhất và nhanh chóng nhất. Và công tác tuyên truyền cũng được ngành y tế đặt lên là công tác vấn đề là rất quan trọng, bởi vì là có tuyên truyền thì khách hàng của chúng ta có được kiến thức, có hiểu biết, thì lúc đó họ mới thay đổi được cái hành vi của họ. Và như vậy thì khi đã thay đổi hành vi rồi thì vấn đề can thiệp đến các cái dịch vụ thì rất là thuận lợi. Mục tiêu vào năm 2030 thì là chấm dứt đại dịch S. Thì trong thời gian tới, Bà Rịa Vũng Tàu của chúng ta sẽ chú trọng tăng cường các hoạt động gì để góp phần tiến tới mục tiêu là chấm dứt đại dịch HIVS, thưa bác sĩ Doan ạ? Chúng ta phải bám vào 3 cái mục tiêu chính của chương trình hiện nay đang triển khai, đó là 90, 90 và 95 đến năm 2020. Và từ năm 2026 trở đi là chúng ta sẽ bám vào mục tiêu 3 cái 95, 95, 95 và 95. Và cũng từ cái mục tiêu này thì bên chỗ chương trình phòng chống AIDS chúng tôi đã tham mưu Sở Y tế và trình đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và đã được ký kết một cái kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống HIV/AIDS đến năm 2030 là nhằm xóa và làm không còn cái AIDS. Và bên cạnh đó thì các cái chúng tôi cũng đã trình thêm một kế hoạch là kế hoạch đảm bảo tài chính đến năm 2030 phục vụ cho công tác phòng chống HIV/AIDS. Cũng từ cái công việc cụ thể mà Ủy ban tỉnh đã giao lại cho ngành y tế thì tôi cũng rất là hy vọng rằng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta sẽ bám theo 3 cái mục tiêu đó của 2 cái giai đoạn, một là năm 21-25 và giai đoạn thứ hai là từ năm 26 đến năm 20. Về cái lộ trình mà chấm dứt ít vào năm 2020 là cũng trong cái khả năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể thực hiện được. Mục tiêu vào năm 2030 thì là chấm dứt đại dịch S. Với bạn Tú thì sao ha? Chúng ta sẽ mong muốn cái điều gì? Như hồi nãy bác Doanh có chia sẻ là tỷ lệ các bạn quan hệ đồng giới nam hiện tại là cái tỷ lệ nhiễm HIV là đang là gia tăng. Thì theo em muốn á, là cái chương trình phòng chống HIV này á, mở rộng chiến lược để truyền thông tư vấn cho các bạn, đặc biệt là ở các bạn ở độ tuổi thanh thiếu niên, là học sinh sinh viên, thì khi mà các bạn có đủ cái kiến thức rồi đó thì cái tỷ lệ lây nhiễm sẽ thấp hơn, theo em nghĩ là như vậy. Em muốn như vậy.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời. Và thưa quý vị, để đạt được mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030, thì ngoài sự nỗ lực của tỉnh và các ngành chức năng, thì chính những người không may bị nhiễm HIV/AIDS cũng cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ cộng đồng, cùng tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức, thái độ của xã hội với những người nhiễm HIV/AIDS, tiếp thêm nghị lực giúp cho họ chủ động kiểm soát và điều trị bệnh hiệu quả. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.